Ê, Đặng Minh Lĩnh đang ở trong cabin xe, nội thất của xe Đông Bê X 30 van 5 chỗ nha các bạn. Rất là tuyệt vời, ngồi rất là thoải mái luôn. Xe này là xe màu đen, ở bên ngoài nó màu đen. Còn đây, sẽ quay cái nội thất bên trong cho anh em. Đây là cái nội thất bên trong, kính chỉnh điện, vô lăng rất là nhẹ này ha các bạn, rất là nhẹ, tay lái trợ lực mà rất nhẹ nha. Đây là màn hình điều khiển nè, xe mình đi được 15 cây số rồi. Bữa mình đi bấm số cho khách hàng ấy, đi đăng kiểm cho khách hàng, trang bị sẵn nè, FM radio máy lạnh sẵn, bấm vào radio các bạn. Dự báo năm 2025, ước tính lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn sẽ lên đến 13.000 tấn một năm. Truyền đạt và tuyên truyền những chính sách pháp luật của Đảng, của nhà nước đến từng người dân. Đây. Dưới này là cái đổ xăng là dưới này nha các bạn, dưới này. Rồi, cái nút xanh xanh đó là nút anh em gạt vào một cái là đổ xăng, xăng bên hông. Vô lăng đó là 5 số tiến và 1 số lùi này. Đây, nội thất, đây cái phụ này các bạn. Anh em chứa đồ đây. Đèn này, đèn buổi tối này. Đèn phục vụ buổi tối này. Đây là camera này, Lĩnh đã gắn cho khách hàng camera. Đây là vừa thấy camera phía trước, vừa thấy phía trước và phía sau luôn nha các bạn. Này do trời nắng nó chói này nha các bạn. Đây, trời nắng đã là 11, gần 1 giờ mấy rồi. Đây phía sau là một cái thêm 3 ghế, mình đông ben van 5 chỗ. Sau nữa chính là cái thùng hàng. Mình mới mở được cái thùng hàng về sau. Thùng hàng xe van 5 chỗ dài được 1m4, ngang có 1m4 và cao được 1m2 nha các bạn. Rất là rộng luôn, rộng so với cái dòng 5 chỗ. Và xe mình là chỉ được 650kg, đi vào được thành phố 24/24. Lúc trước thì ra phiên bản 700kg thì thùng hàng nhỏ hơn xíu. Xe màu đen, sẽ đóng lại. Số 9 nút nha các bạn, rất là đẹp. X30. Đây, van 5 chỗ. Ok, đó là nội thất xe.